Hello, xin chào tất cả mọi người đã tới với kênh của Slipper. Các bạn ơi, thì hôm nay mình đang đi câu cá nha mọi người. Mình không biết trong làng thằng Tí với con Tèo nó đang làm gì hết mọi người ơi. Mình hôm nay á, sáng hôm nay thì mình có rủ tụi nó đi câu cá mà tụi nó không có đi câu cá với mình. Tụi nó đi, nó kêu á là đi tham gia trò chơi ăn kẹo gọi là Squid Game. Mà mình đâu có biết là Squid Game này cái trò gì đâu. Trời ơi, nó kêu cái trò đó ăn kẹo đã lắm, ăn kẹo sướng lắm. Chắc á, đợt này á, mình đi về á, trời ơi cá kìa. Chắc đợt này á mình sẽ đi về làng và mình sẽ đi ăn tham gia trò chơi ăn kẹo cùng với nó. Không biết trong đó có cái cục kẹo sô cô la mà mình thích nhất không, không biết nữa. Ê, người đá rồi, người đá. Thằng Tèo với con Tí đâu rồi, người đá? Mày hỏi tao làm gì? Thằng Tèo với con Tí sáng nay đi Squid Game rồi, nó có cho tao đi đâu, nó cột tao lại đây nè. Trời ơi, thằng Tèo với con Tí này, các bạn thấy nó tàn nhẫn với người đá không? Nó cột thẳng người đá vô đây luôn, giờ biết sao giờ. Thôi, bây giờ mình sẽ trốn khỏi làng và mình sẽ đi tham gia trò Squid Game. Các bạn cùng đi theo chân mình nhé. Đi theo chân Slipper. Còn Squid Game là cái trò gì mà bữa giờ thằng Tèo với con Tí nó cứ đi chơi hoài mà lúc nào về cái mặt nó tụi nó cũng đầy máu hết. Mà lúc nào về cái mặt nó tụi nó cũng đầy máu hết. Giờ biết sao giờ. A few moments later. Các bạn ơi, nãy giờ thì mình đã tham gia được trò chơi Squid Game rồi mà mình chưa thấy thằng Tí với con Tèo đâu hết. Nope. Quên, mình cứ nhầm không? Thằng Tèo với con Tí chứ, mình cứ nhầm tên hai đứa nó không? Các bạn ơi, các bạn thấy đây không? Đây là một cái khu để người ta tập trung để chuẩn bị chơi trò Squid Game. Mình nghe nói là chơi cái trò này được ăn kẹo đã lắm mọi người ơi. Wow, hey guys, welcome to EB Game. Các bạn khi nào các bạn vô Squid Game trong Roblox là các bạn, mình nghe nói ở trong này là vừa chơi được ăn kẹo nữa mà có người ta nói kẹo đồng. Mình không biết kẹo đồng là kẹo gì hết. Và bây giờ mình sẽ đi tìm thằng Tèo với con Tí. Mấy anh em ơi, biết thằng Tèo với con Tí đâu không? Thằng Tèo với con Tí á. Trời ơi, cái thằng này chơi tiếng China sao mình biết được. Trời ơi, nó ghi kìa, xì xì có nghĩa là xin chào. Các bạn thấy mình dịch hay không? Trời ơi, thằng Tèo với con Tí hay bỏ làng đi, đi chơi Squid Game mà mình không biết tụi nó đâu không? Các bạn biết á, các bạn bình luận dưới cho mình. Mình đoán ở đây tầm có 70 người, tầm cỡ đó thôi. Chứ cái trò gốc á, mà mình được biết á, là 456 người. Không biết là mình có cái số thứ tự là số bao nhiêu nữa. Chứ trời ơi, cái trò này không có thông báo cho mình cái số thứ tự mà mình biết nữa. Các bạn sẽ có 2 phút để vượt qua cái vòng cái cross, cái là cái đường này nè, cái đường băng gạch ngang gọi là cái cross. Đó, cái con nó hát rồi kìa. Các bạn xem mình sẽ xin vĩnh biệt cô. Chết rồi. Trời ơi. Các bạn ơi, thằng Tèo với con Tí ở trong làng mình nó nói đúng mọi người ơi. Nó nói á, chơi cái trò này được ăn kẹo, nhưng á mình vừa chơi, biết các bạn biết mình ăn kẹo gì không? Mình ăn một viên kẹo đồng hết sức to lớn mọi người ơi. Mình bị bắn một phát test sai, con búp bê nó vừa xấu mà vừa ác nữa chứ. Mình có biết con mẹ gì đâu. Nó vô nó bắn mình phát, trời ơi, mình chưa không kịp đỡ luôn á. Và bây giờ là mình phải bắt đầu lại từ đầu nha mọi người. Dừng. Các bạn ơi, các bạn nhớ chơi trò này khi mà con búp bê nó hát tới Mita là các bạn dừng là vừa. Nếu mà đó, các bạn nghe Mita không? Đó chứ, tụi này nó chết nè. Trời ơi, tụi nó không chịu dừng á. Các bạn ơi, mình sẽ nhức cái trò này rồi. Tại vì hồi trước lúc mình còn nhỏ thì mình rất là chơi cái trò này rất là nhiều nha mọi người. Đó, các bạn thấy chơi trò này dễ không? Có gì đâu khó. Wow, mình là người đi cuối cùng. Trời ơi, không hiểu sao. Trời ơi. Xin vĩnh biệt cô. Các bạn ơi, các bạn nghĩ sao vậy? Mình là chùm chơi trốn tìm mà bây giờ á, hai cái trò red line đầu tiên là mình bị con búp bê nó bắn cho vỡ sọ luôn rồi. Và bây giờ phải biết sao giờ. Các bạn, trời ơi, cái thằng này quen nha. Các bạn còn nhớ cái tập trước mà mình quay không? Là có cái thằng 5 mod này và bây giờ cũng lại có cái thằng 5 mod này. Trời ơi, kiếm tiền Slipper. Trời ơi. Oh, hello các bạn. Hello 5 mod. Mày biết sao không? Thằng Tí với thằng Tèo trong làng mày biết không? Mày làm gì mà biết cái thằng đó? Hai cái đứa trong cái làng Minecraft của tao á, hai thằng đó nó kêu á đi chơi cái trò này tiền nhiều lắm mà bây giờ biết sao không Năm? À, nó bị con búp bê nó bắn chết mất tiêu rồi, giờ chỉ còn một mình tao à. Mày biết sao không? Cả nguyên cái làng của tao á, người ta đi chơi cái trò Squid Game này, giờ không có một bóng người đi trở về làng luôn. Giờ làng tao chỉ có mấy thằng người đá thôi. Hôm nay tao nhất quyết á là tao sẽ thắng cái trò Squid Game này, bởi vì tao bị con búp bê nó bắn hai lần rồi Năm, mà nó bắn thẳng vô đích tao luôn. Đi về đi. Lỡ chơi mày. Trời ơi, mày lỡ chơi thì kệ mày chứ. Nhưng tao nói cho mày một lần là tao chơi cái trò này 3 lần rồi. Đợt này tao cũng bị ăn kẹo đồng hết. Không lẽ mày quá trời đầu luôn.
À các bạn ơi, thằng này nó có chiến thuật là nó không biết nhiều đầu á, con búp bê nó không biết bắn cái đầu nào của nó nữa. Đừng có bắn cái đầu dưới quần là được rồi. Đừng có bắn cái đầu dưới quần là được rồi. Đây, vòng 1 chuẩn bị. Bắt đầu, giờ mình phải chơi chơi thôi, chuẩn bị con búp bê ha. Bật loa lên xíu coi. Tay, chết mẹ rồi. Mình đi ta. Các bạn ơi, nhớ khi nào. Mày, trời ơi, mày nhớ đi, mày nói nhiều nó bắn bể đầu mày giờ đó. Rồi các bạn đứng lại. Rồi các bạn nhìn thằng khoai tây nè. Đó các bạn xem nó nhiều đầu như vậy coi người cái ta. Chậm là chắc Slipper. Trời ơi. Cái thằng khoai tây nó đi nhanh ghê mọi người ơi. Đó, mình đó nó đâu, quay đâu, nó quay. Thằng khoai tây nó quay ngược lại nhìn mình vậy đó kìa. Trời ơi thằng khoai tây. Xin vĩnh biệt cô. Trời ơi. Mình ha nhìn thằng khoai tây quá mình bị bắn chết rồi. Mọi người ơi. Chúng ta sẽ có 2 phút chúc các bạn may mắn ở dưới địa ngục. Trời ơi cái bà này. Cái bà này chúc gì mà kỳ vậy trời. Đây, dân. Rồi. Mày, đó. Bể đầu. Rồi dân. Mày nhiều chuyện bể đầu. Chết chưa Slipper? Mày nghĩ sao tao chết? Rồi các bạn ơi, trong cái trò này á, hôm nay mình sẽ cố gắng mình sẽ chơi cái cẩn thận nhất có thể. Trò này chậm là chắc đó má, đừng có nói nhiều nữa. Phong lê ta. Dân. Ta biết là dân mà. Cái thằng xác mình nó bị bắn chết rồi mọi người ơi. Mày cười nữa. Tụp. Đó. Quá gà luôn các bạn, biết mình là đỉnh. Hôm nay á là mình thỉnh con châu thần rồi. Mình thỉnh đã... gì mà thỉnh. Thỉnh kinh á. Mày đi chót người ta kìa. Wow các bạn, mình đã đi chót rồi mọi người. Mình đã thỉnh con châu thần rồi. Mình đâu có còn cái gì đâu phải sợ. Đó các bạn thấy cái bà búp bê đẹp không? Trời. Giờ tao nghe được tiếng rồi tao không sợ chết đâu Slipper. Mày tới đi Slipper, tao tới đây nè. Yeah, thắng rồi. Các bạn ơi, thằng nắm tóc dài nó đã tới trước mình rồi. Mà bây giờ mình vẫn còn đứng ở đây. Trời ơi. Trời ơi các bạn ơi, còn chúng ta cũng phải tập trung ngay giờ phút này. Trời ơi, ta nói gì cái hôm nay gì mà xui ơi là xui. Hôm nay mình lại đi con búp bê cho ăn 5 phát kẹo đồng rồi. Trời ơi, cái thằng My Little Boy này cứ chạy chạy. Ý, đẹp trai làm gì làm à. Nghĩ sao vậy? Các bạn ơi, nó nghĩ là nó đẹp trai, nó thích làm chạy gì chứ à. À, mà nó đẹp trai thì các bạn ơi, idol cứ làm mình, idol cứ làm mình. Trời ơi, idol đẹp trai quá. Thôi, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cho Squid Game thôi các bạn ơi. Cái trò này đúng nghĩa là ăn kẹo đồng luôn. Nãy giờ mà mình chưa vượt qua được luôn. Mình đã bị con búp bê nó bắn 5 lần rồi. Không biết là mấy lần nữa, mình cứ quên hoài à. Còn 6 trò luôn đó. Nếu mà không vượt qua trò chơi này là mình không bao giờ về làng được. Mình mất mặt với thằng Tí với con Tèo lắm. Con thằng Tèo với con Tí chứ. Cứ quên hoài. Búp bê là búp bê. Chắc mình phải mua chuột con búp bê quá mọi người ơi. Yeah, và mọi người ơi, mình đã tới được điểm đích rồi. Trời ơi, sau 5 lần 7 lượt mà mình vượt qua được cái trò chơi này, mừng quá. Chắc mình tới tét mông cái con búp bê này quá. Được cái mông này, búp bê, được cái mông này để tao tét quá. Xấu nè, xấu nè, xấu nè. Trời ơi, con búp bê này cái mặt nó xấu cỡ nào ơi. Ê, búp bê ơi, quay mặt đầu lại coi. Trời ơi, trời cái mặt đó kìa. Các bạn nhìn thấy cái mặt đó, nhìn thấy như con ma la. Trời ơi, người gì mà mồi xấu vừa khó tính đó chứ. Vừa động một phát cho mình ăn viên kẹo đồng rồi. 5 lần rồi nha mọi người. Đây là lần thứ 5 mà mình mới vượt qua được cái trò chơi ở cái vòng đầu tiên này. Châu ơi, chắc đợt này tao về tao làm thịt mày quá Châu ơi. Nghĩ sao vậy, đem con Châu làm thần linh thế mạng cho mình. Mà mình còn bị con búp bê nó giết nữa chứ. Không thể nào tính được luôn ấy. Trời ơi, các bạn biết cái trò chơi này là trò gì giống. Để mình dịch cho mọi người xem. Chào mừng các bạn đã tới với trò chơi thứ hai. Các bạn sẽ có nhận được một cái cookie lại một cái kèo. Cookie này sẽ có ngẫu nhiên một cái hình dạng nhất định. Bạn phải giữ cái cookie đó và dừng con chuột ở gì đó hoặc là cái màn hình trên cái iPad á. Nếu mà du mà go out khỏi cái outline á, outline là cái hình ở trong cái viên kẹo á, là bạn sẽ bị nó bắn chết. Không biết cái trò này ăn kẹo đúng nghĩa là ăn kẹo luôn. Khó ơi là khó luôn nha. Mới vô nó cho ăn 2 viên kẹo đồng là mình thấy quê rồi đó. Là muốn bỏ về làng rồi đó. Các bạn ơi, hình quá là bây giờ chúng ta sẽ hình tròn mọi người ơi. Hình tròn các bạn ơi. Đó, các bạn nghe tiếng người ta chết chưa? Đây là hình tròn. Trời ơi, chúng ta còn 49 giây.
Mình bây giờ là mình cần phải rất 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 là tập trung. Mình nghe tụi nó bị bắn mà mình sợ quá mọi người ơi. Mình chỉ còn 40 giây các bạn ơi. May mắn là hình tròn nha. Chứ cái hình nào tam giác, lục giác là mình thua. Bởi vì mình sử dụng chuột trong cái trò này rất là cảm nha mọi người. Trời ơi các bạn ơi, mình còn 27 giây. 20. Yeah! Các bạn ơi, và mình đã hoàn thành trò chơi này. Coi 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 cái thằng này có bị bắn bắn. Coi 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 các bạn ơi, coi cái thằng này có bị bắn không. Rồi, yeah, một thằng. Yeah, chúng ta đã qua lâu rồi. Yeah, chúc mừng bạn đã hoàn thành cái trò chơi thứ hai. Và mọi người ơi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đến với trò chơi thứ ba nha mọi người. Ở cái trò chơi thứ hai hồi nãy mình đã sống sót qua một đêm kinh hoàng. Trời ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tới cái trò chơi kéo co. Không biết là mình được cái giải gì không đây. Mình là chùm kéo co 3 năm trời mọi người. Trời ơi, sao nó nói gì mà lâu quá vậy. Trò chơi sẽ bắt đầu. Rồi các bạn ơi, trời ơi. Mình sẽ, trời ơi các bạn ơi. À, cái này là phải bấm chuột liên tục nha mọi người. Mình phải cố gắng tập trung mà bấm chuột. Không là cái file mình sẽ thua. Trời ơi, cố lên, cố lên, cố lên. Còn một tí nữa, chắc là phe mình thắng là chắc rồi mọi người. Trời ơi, bên kia chơi ghê quá. Đây là trò chơi thứ ba nha mọi người. Nếu mà mình mà, trời ơi, không biết là cái phần thắng nó có thuộc về Slipper không biết nữa. Trời ơi. Đây các bạn ơi, chúng ta sắp chiến thắng rồi. Còn một tí nữa thôi. Một tí nữa thôi và một tí nữa thôi. Cố lên mấy đứa ơi, mấy bạn ơi, cố lên mấy bạn ơi. Rồi, yeah các bạn ơi, phần thắng đã nghiêng về đội của mình rồi. Các bạn nghe cái tiếng kêu từ bên kia chưa? Yeah. Và chúng ta đã chiến thắng ở trò chơi này, chúng ta đã hoàn thành một cách rất là xuất sắc. Chúc mừng bạn đã chiến thắng cái trò chơi thứ ba. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với trò chơi thứ tư mà mình không biết là trò chơi thứ tư là trò gì nữa, chắc là 10 chơi sẽ đoán số lượng bi chẵn và bi lẻ. Cái này chỉ có đoán mò thôi chứ chúng ta không thể nào mà đoán chính xác được số lượng bi được. Wow, cái con nhỏ này đẹp quá đi mọi người. Đẹp quá, trời ơi, đi chơi với Hot Girl rồi nha mọi người. Mình mang đồ của cái thập niên 19 hồi đó mà đi chơi với Hot Girl. Cái trận này chắc là mình thắng rồi. Tuy nhiên nếu mà bạn ra ngoài chẵn hay lẻ đây các bạn, nếu các bạn comment ở dưới xem chẵn hay lẻ ở cái trò chơi này nha mọi người. Chắc là mình nghĩ là up là lẻ rồi. Con nhỏ kia không. Yeah, what the fuck, câu trả lời à. Trời ơi các bạn ơi, mới vô mà mình đã thua rồi nha mọi người. Cái đó là even là chẵn. Trời ơi, đây là cái vòng tiếp theo mình lại tròn up. Nếu mà chơi một lần này mà nghĩ là nếu mà chơi một lần này mà không qua là mình nghỉ luôn á. 3, 2, 1 không. Yeah, mình đã trả lời đúng nha mọi người. Up một viên bi là mình đã cộng thêm một viên nữa là 7 viên. Tiếp tục, tiếp tục. Sky 76. Kìa, có người mình lời mời kết bạn với mình kìa. Thôi chẳng đi được là chẳng rồi. Chú ơi, chú phù hộ con, chẳng đi chú ơi. Cái trò này nó rất là khó nha mọi người. Tại vì á, cái xác suất bi ra là do máy chứ không phải là do mình. Mình đoán chẳng lẽ thì có rất answer even. Wow, là mình đúng hả? Là mình đúng hả? Mình đúng hả ta? Yeah, các bạn ơi, bây giờ mình đã chơi đúng rồi mọi người. Mình nghĩ cái lượt thứ hai là lượt lẻ nha mọi người. Wow, không biết là ai sẽ là người chết đầu tiên đây. Mình hay con nhỏ kia. Nhỏ này xinh mà chết uổng quá mọi người ơi. Yeah, câu trả lời của mình là up, là lẻ nha mọi người. Cố lên, còn một tí nữa thôi là mình sẽ ăn rồi. Con nhỏ kia nhất định sẽ thua. Bây giờ câu trả lời tiếp theo của mình là even, là chẵn. Không biết câu trả lời này có đúng hay không. Con nhỏ kia chắc nó con nhỏ kia chắc nó chọn là up là rồi. Trời ơi, up rồi, 5 bi là mình trừ bị 5 bi rồi. Oh my god. Con năm chỉ cho. Con đâu không biết chỉ đâu. Biết đó. Các bạn ơi, và đây là câu trả lời cuối cùng của mình là even, là chẵn. Không biết mình có vượt qua nổi cái trò chơi này không. Nãy giờ mình thua nãy giờ rồi, chắc mình đi về luôn đây, chắc mình không chơi nữa. Trời ơi là ốp mọi người ơi, ở vòng trò chơi này mình đã thua rồi. Rồi, you đã lose. À.
Xin vĩnh biệt cô. A few moments later. Ơi, mình vừa tham gia trò chơi Squid Game về đây mọi người ơi. Mình đã bực mình thằng Tèo với con Tí quá. Nó lừa mình mọi người ơi. Squid Game cái trò gì mà người ta nói ăn kẹo nhưng mình toàn thấy ăn kẹo đồng không. Đã vậy còn chơi chẳng lẽ. Ôi trời ơi cái gì vậy? Trời ơi. Cứu con ma ơi. Khủng long ở đâu đây? Trời ơi. Các bạn ơi, mình biết con khủng long này nó đi theo mình từ Squid Game về rồi. Tèo tí ơi. Oh my god, no way. Tèo tí thôi, chạy về nhà gấp. Trời ơi, mới đi có một ngày mà nhiều chuyện xảy ra vậy. Trời ơi, chạy vô gấp. Các bạn ơi, thằng Tèo với con Tí nó lừa mình rồi. Cái trò Squid Game á, mình tưởng là ăn kẹo xong có thưởng, ai ngờ cái trò gì đâu mà khó ơi là khó. Mình tới cái trò chẳng lẽ rồi, mình đã bị thua cuộc nha mọi người. Mình đã cố gắng rất là nhiều lần. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn nhớ cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh Slipper mau chóng phát triển nha mọi người. Và tí nữa mình sẽ ra mình khám phá cái con khủng long bên kia. Trời ơi, tự nhiên vừa về tới nhà có con khủng long to tổ bà luôn, nó đứng trước cửa nhà mình, không biết nó từ đâu ra nữa. Trời ơi, có nhiều chuyện mà xảy ra mà mình không biết nữa. Thôi, cảm ơn các bạn, chúc các bạn có một ngày vui vẻ và tốt lành. Bye bye các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn nhớ cho mình một like và subscribe ủng hộ cho kênh Slipper nha mọi người.